Chào mọi người, và hôm nay là buổi reaction ca khúc Khóa Môi của Thịnh ở lớp học tình thương. Khóa môi cơ. Khóa môi luôn. Nào, vô bài mới anh em nhá. Đầu tiên là quay clip nhảy. Chiều chiều màu mít. Cái gì vậy bà nội? Ê, trời ơi. Đẹp trai thế nhờ. Nó cứ là luôn, Sơn Goku. Du à? Hả Linh? Linh. Ờ, mày bắt rồi em. Mày bắt rồi em. Bên các bạn bên bước nhảy à, đây bạn bên bước nhảy luôn. Ê trời ơi không, em nhìn tưởng cho anh chơi sao thì không á, nhưng mà nhìn hơi giống gì không, nhưng mà thà là một bước nhảy chứ không mời anh em mình mà. Ok à. Ghê. Trời ơi. Em chính là ngày hôm nay buổi reaction của những thành viên trong nhóm luôn. Năm nhóm nhạc luôn. Rồi nhá. Tiếp nào. Sẽ đẹp quá nhờ. Thế thì bánh mì à? Thôi bé, con nướng, con nướng nướng. Ai mời gọi không? Chẳng chứ. Ghê. Tập, đợt này bao lâu em? Tập được nha, cái này được có 3 ngày đó. Tại vì gấp quá. Nhưng mà không, mấy đợt đấy thôi, tại vì mấy đợt sau không đều á. Cái gì chắc anh ơi. Okay. Đây là chọn những cái đều nhất rồi. Không, oh, ok mà. Ê. Không, ở nhà nha. Đúng rồi. Đi đấy. Em để coi cho anh đi. Ủa, anh nhảy chính như vậy đấy. Bạn nữ chính bạn bên bước nhảy đôi Thái Ni. Ồ, ok. Chính nhảy đẹp kìa. Ủa. Nam nam. Nói chung là nó cũng hơi đấy. À. Ừ. Với cả là tôi đang tính đoạn này là đoạn sẽ nhảy TikTok đấy. Các bạn có thích không để tôi gọi là gọi mấy các bạn nữ để chúng mình tập mấy cái đoạn này. Thế thì nó vào thế. Nó vào thế luôn. Anh em ơi, cần có gì mình gửi mail báo giá sao. Thôi rồi, chưa. Bây giờ mỗi thành viên sẽ đoán coi là mà view của MV này là view thứ nào nè. Tôi sẽ theo cái đoán đấy mà tôi book. Tôi đang nói là em view em bạn. View em bạn. View view về các bạn cho tôi đi, xin một cái gọi là vía đi. Tôi nghĩ trước nha, tôi nghĩ một ngày chắc tầm khoảng là 1 triệu view. Wow. Cho bài hát này. Hay. Tại vì sau chương trình Cha Xe 2 thì tên tuổi của Vũ Thịnh đã lên tầm cao mới rồi. Thì ít nhất là 1 triệu view trong vòng một ngày là hợp lý. Còn anh em thấy sao nào? Em thì em nghĩ là em sẽ không đánh view. Này, đánh top. Bỏ cho nó kia như thế. Rồi, phải top 3. Cảm ơn. Còn ba anh em chưa nói kìa. Top 1 luôn nha. Thôi cỡ xin một tuần nữa 10 triệu view thôi được không? Trời ơi. Không, thì em đoán khác với mọi người là em sẽ đoán là bài này là sẽ là một bài có được tầm khoảng
mấy chục ngàn lượt sử dụng cho TikTok. Nói chung là thế giới cũng chỉ đến thế thôi.